Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 22 hãy liệt kê các số âm trong game mang một chiều các số thực. Thì bài này nó cũng khá là đơn giản. Thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn có thể hiểu được cái đề bài của bài tập này. Thì ở đây mình đưa ra một ví dụ là mình cho một cái mạng một chiều. Ví dụ đây, gồm có 4 phần tử là 1, âm 5 và âm 7.5, âm 10. Thì chúng ta có thể thấy được là các số âm trong cái mạng số thực này là âm 5 và âm 7.5 đúng không ạ? Thì nó sẽ in ra cái kết quả là âm 5 và âm 7.5. Đấy, tức là nó sẽ liệt kê hết tất cả các cái số âm của cái mạng một chiều này ra. Đấy. Và để làm được điều này thì thuật toán của nó sẽ là nó sẽ xét từng cái phần tử của mạng này. Nếu như nó cái giá trị đó là bé hơn 0 âm thì nó sẽ in ra cái kết quả của cái giá trị đó. Đó thì đó là chính là cái thuật toán của cái bài toán này thôi, nó rất đơn giản. Và ở đây thì mình đã viết trước những cái hàm cơ bản như là hàm nhập mạng và hàm xuất mạng này, và cùng với đó là mình khai báo trước cái thư viện cho nó. Thì đây là những bước cơ bản và mỗi cái bài toán nào của phần mạng này đều có, nên là mình đã viết trước rồi ạ. Nó rất cơ bản và nó rất là dễ, và nó cũng không kém phần quan trọng. Để làm được mạng thì bắt buộc các bạn cần phải biết được cái cách để viết một hàm nhập mạng hay là cái hàm xuất mạng này rồi. Ở cái phần thư viện, khai báo thư viện này thì mình sử dụng những cái thư viện như là Studio, Corneo và Math đây. Và ở đây mình định nghĩa thêm một cái max nữa, có độ lớn là 100. Và sau đó sẽ đi vào một cái hàm nhập mạng. Và trong hàm nhập mạng này thì mình sẽ khai báo cái kiểu cho cái mạng A là kiểu số thực float và internal. Sau đó sẽ dùng câu lệnh print và scan để nhập vào cái số phần tử của mạng. Và cái số phần tử của mạng này nó phải thỏa mãn điều kiện là từ 0 cho đến 100 đúng không ạ? Đây. Nên là mình sử dụng câu lệnh if. Nếu như mà nó không thỏa mãn thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh go to này để quay về cái bước nhập số phần tử đây. Đấy. Cho đến khi nào mà cái số phần tử nó đã thỏa mãn yêu cầu bài toán thì lúc đó mình sẽ làm những cái câu lệnh tiếp theo như câu lệnh for ở đây. Đấy, sau khi đã thỏa số n đấy, số phần tử đã thỏa mãn thì mình sẽ bắt đầu với vòng lặp for này, và trong vòng lặp for này thì mình sẽ đi nhập lần lượt các cái giá trị của cái phần tử mạng. Đấy, cũng dùng cái câu lệnh print và scanf. Đấy, tiếp theo là đến cái hàm xuất mạng. Rồi, sau khi nhập thì chúng ta phải xuất cái mạng nào ra xem. Và cái hàm xuất mạng này nó rất ngắn gọn và rất đơn giản. Các bạn cần phải sử dụng một cái vòng lặp for cùng với cái bên chạy là y và y bé n, tất nhiên là y cộng cộng đúng không ạ? Và sau đó sử dụng một cái câu lệnh print. Các bạn lưu ý ở đây các bạn nên đặt là %10.3f thì nó sẽ khi in ra thì nó sẽ đẹp, và giữa các cái phần tử với nhau nó sẽ có cái khoảng cách này, và điều đó sẽ làm cho chúng ta có thể dễ nhìn và không bị dễ nhầm lẫn, đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho cái bài toán. Rồi, sau khi đã đến cái phía sau cái hàm xuất mạng thì chúng ta sẽ viết cái hàm dùng để kiểm tra số âm luôn, để tìm cái số âm ở trong cái mạng đúng không ạ? Rồi, ở đây mình sẽ bắt đầu viết ạ. Đây sẽ mình đặt tên cho nó là tìm số âm. Khai báo lại cái mạng A và cái N. Sau đó trong cái khối lệnh của cái hàm tìm số âm này thì chúng ta sẽ khai báo một cái vòng lặp for
À, xin lỗi các bạn, không phải là khai báo mà là sử dụng một cái vòng lặp for với cái biến chạy là y khởi tạo bằng không và y bé lên n, sau đó sẽ là y cộng cộng. Trong vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì? Trong vòng lặp for này thì mình sẽ kiểm tra cái số đó là số âm, có phải là số âm hay không. Đấy, tức là kiểm tra phần tử có phải là số âm hay không bằng cách mình lấy cái phần tử ai này và so sánh với không này. Nếu như mà cái phần tử i này nó mà bé không này mà đúng này thì sẽ làm công việc như sau, sẽ print ra đây sẽ là sẽ print ra cái giá trị của cái i đó. Tức là khi cái AI này nó đã bén không này, tức là nó là số âm đấy, thì mình sẽ in ra tất cả những cái AI đó bằng cách như sau. Và đây sẽ là AI, địa chỉ của nó sẽ là AI. Rồi, như vậy là mình đã in xong, in ra được cái những cái phần tử âm, tìm một cái những phần tử âm trong cái mạng A này rồi. Và ở đây mình sẽ xem một cái collect string để cho nó có một cái lời dẫn. Ở đây mình sẽ đặt là các phần tử âm trong mạng là vậy. Mình đặt một cái xuống dòng. Rồi, sau khi đã xong cái phần tìm cái số âm này thì mình sẽ ghi vào cái hàm main. Và trong cái hàm main này thì mình cần phải làm gì? Trong hàm main này thì mình cần phải khai báo một số cái biến này, như là n này, mang a này, mình phải gọi cái hàm nhập mạng ra này, cũng như là cái hàm xuất mạng luôn. Rồi, sau khi đã gọi cái hàm nhập mạng xuất mạng này thì chúng ta tiếp đến là phải gọi cái hàm tìm số âm này. Đấy, cái hàm này mình đã tính được ở đây rồi đúng không ạ? Thì mình ở đây trong cái hàm bên này thì chúng ta bắt đầu gọi cái hàm này lên. Ta sẽ gọi cái hàm tìm số âm lên. Đấy. Rồi, ok. Sau khi gọi cái hàm tìm số âm này thì nó sẽ hiển thị lên cái kết quả những cái số âm có trong cái mạng này. Đúng không? Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh get đây và lệnh return. Ok, rồi như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái chương trình này. Bây giờ mình sẽ chạy, chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem. Rồi, ở đây cho cái chạy thì nó đã báo lỗi đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem nó lỗi như thế nào. Ta vào mục view này, vào error list. Ở đây nó báo lỗi là cái hàm mà tìm số âm này nó không trả về cái giá trị, không trả về một cái xin lỗi các bạn là cái hàm return, cái hàm tìm số âm này nó phải trả về một cái giá trị. Đấy, tức là gì? Tức là ở đây cái hàm float đấy ạ. Khi mình viết cái hàm float này, kiểu dữ liệu cho cái hàm tìm số âm này thì mình bắt buộc mình phải return về một cái kết quả, một cái giá trị, đúng không ạ? Đấy. Nhưng ở đây mình sẽ in ra cái mục đích của mình là để in ra những cái phần tử âm ở trong mạng, nên là mình không cần phải dùng cái float này.
và thay vào đó mình sẽ sử dụng một cái hàm void. Đấy. Đấy. Hàm void là một cái hàm mà không tạo về cái giá trị gì cả. Đấy. Rồi, sau khi chúng ta sẽ sửa lại cái hàm void này, chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem. Đấy, sau khi chúng ta sửa hàm void đúng không ạ, thì nó không còn báo lỗi nữa đúng không ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhập số phần tử. Ví dụ ở đây mình nhập là 4. Thì mình bây giờ mình sẽ nhập một những cái giá trị bất kỳ. Đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có thấy thì nó đã in ra cái mạng là cùng có 4 phần tử là -12.3 này, 13 này, -24.44 này và 2 này. Đây là những cái giá trị mình nhập bất kỳ và nó đã in ra cái phần tử âm ở trong cái mạng này là -12.3 và -24.44 đúng không ạ? Đây. Các bạn đã thấy thì nó hoàn toàn đúng đúng không ạ? Rồi. Thì trên đây là cái bài tập dạy cái cách để liệt kê những cái số âm trong cái mạng một chiều các số thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.